là chị ơi. Ngày xưa em cũng đeo lắm á.
sao rửa, nhưng mà người ta thích một cái thứ rất là đen. Giờ người ta đẹp rồi. Đó hả? Người ta trắng rồi. Người ta trắng lắm. Cấp 3 là người ta trắng rồi. Ờ, xuống dịch rồi. Ngày xưa rồi. Sốc chắc rồi. Đội nghe. Đội nghe thấy rất cơ nam dẫn thôi. Em cũng làm được. Em chỉ là do vui vui thôi á. Không, Úc Vy em không lấy xu hướng sao làm tiếp tóc cơ được. Không phải gia đình 1.000 người xem. 1.000 người xem áp lực quá rồi. Em làm quán nào vậy? Dạ, em làm quán Jeju Coffee á. Cho anh Hương biến rồi đi tắm biển nè. Tắm biển xong làm gì nữa? Tại sao? Tại sao rượu? Rượu giờ có ý gì nè? Ý là cho anh nó không biết là nó đi tắm biển. Ý là nó đang biển á, chứ đâu không biết tắm biển mà. Bà ơi, tôi quế bà. Tôi quế đó. Tôi quế đó. Đường. Bà quên rồi, đường trong đó. Mở đi. Không hiểu cái này á, thôi kệ đi.